Kem học sinh trường trung học cơ sở Chu Văn An thân mến, trong video này, cô sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 môn giáo dục công dân địa phương lớp 8. Trong bài kiểm tra này về nội dung ôn tập, các em sẽ ôn tập chủ đề 1, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh. Hình thức làm bài thì chúng ta sẽ làm thực hành tại lớp. Sản phẩm thu được sẽ là sản phẩm cá nhân. Thời gian làm bài là 45 phút. Trong chủ đề này, các em sẽ tạo ra một cái sản phẩm có thể là poster, tranh vẽ, hay về những câu nói xây dựng cái lối sống thân thiện để chúng ta bảo tồn, phát triển các di tích lịch sử ở thành phố Hồ Chí Minh. Các em cũng có thể vẽ sơ đồ khái quát các đặc điểm tiêu biểu và các biện pháp để chúng ta bảo tồn và phát triển các di tích lịch sử ở thành phố ta. Trong bảng tiêu chí đánh giá, chúng ta sẽ có hai phương diện, đó là phương diện nội dung và phương diện hình thức. Về nội dung, các em phải chú ý tới cái hành động thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng của lứa tuổi các em. Nội dung bài làm phải rõ ràng, có ý nghĩa, góp phần bảo tồn, phát triển các di tích lịch sử ở thành phố mình. Đồng thời về hình thức thì sản phẩm phải có tính thẩm mỹ, có nghĩa là chúng ta sẽ chọn màu sắc tươi sáng, bố cục hài hòa, hình ảnh sinh động và sắc nét. Về hình thức, sản phẩm cũng phải thể hiện được cá tính sáng tạo của bản thân các em, đặc biệt là trong cách phối, cách thiết kế đường nét hoặc sắp xếp bố cục. Chúng ta lưu ý nếu chúng ta đạt được hai tiêu chí về nội dung và hình thức thì chúng ta đã đạt được mức trung bình rồi. Nếu chúng ta đạt được 3 tiêu chí thì chúng ta sẽ đạt mức khá và 4 tiêu chí thì chúng ta sẽ đạt mức giỏi. Học sinh khối 8 thân mến, video hướng dẫn của cô đến đây là hết. Cô chúc các em làm bài đạt kết quả thật cao.